Chuyện kể rằng vào thuở xa xưa, tại vương quốc Phiêu Đê với thể chế trung lập có dân số 17 triệu người, ma thuật ở đây được mua bán và sử dụng một cách bình thường trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Chính vì vậy, hầu hết những con người ở đây đều kiếm sống bằng cách sử dụng ma thuật, và những con người đó được gọi là ma đạo sĩ. Những người được gọi là ma đạo sĩ thường tập trung với nhau thành các hội, gọi là hội pháp sư. Công việc của họ là thực hiện các yêu cầu của người dân trong vùng đó. Từ xưa đến tận bây giờ, có một hội pháp sư đã tạo nên các truyền thuyết. Hội đó có tên là Fairy Tale. Trong tập trước, các bạn đã theo dõi. Đây là bản yêu cầu, nơi em có thể chọn bất kỳ công việc nào mà em muốn. À, là chìa khóa bạch khẩu đấy mà. Ngứa tay ngứa chân quá, mau chọn công việc nào nhiều tiền chút. Tôi là Lucy, tôi là một ma đạo sĩ. Và đây, thành phố Magnolia, ngay từ xưa đã rất nổi tiếng về ma thuật và thương mại. Nếu bạn tới đại thánh đường Cardia ở trung tâm thành phố, bạn có thể nhìn thấy phía xa kia là hội pháp sư duy nhất ở đây, hội Fairy Tale. Và đây là căn nhà của tôi ở thành phố. Giá thuê chỉ có 70.000 chu hồ. Đúng là một cái giá quá hời. Chỉ với 70.000 chu hồ thôi, nhưng khá rộng rãi với nhiều đồ nội thất. Đó là chưa kể đến bộ lò sưởi và lò nướng kiểu cổ điển nữa. Và tuyệt vời nhất đáng kể đến đó chính là... Cậu! Làm cái gì trong phòng của tôi vậy? Tại sao hai cậu lại có ở trong phòng của tôi hả? Tôi nghe nói cô chọn được công việc rồi nên tôi vào hỏi thăm. Hỏi thăm chi? Hai cậu đó lớn rồi chứ đâu còn nhỏ chứ gì nữa mà hành động như vậy. Người khác thì ít nhất cũng phải biết gõ cửa chứ. Từng tuổi này rồi mà không biết sao phải để vậy nữa. Cô nói vậy làm tôi thấy tổn thương ghê gớm. Người đang tổn thương ghê gớm là tôi đấy nè. Nhà đẹp cào mát tay ghê. Nhà chúng ta đâu phải để cào đâu con mèo kìa. Cái gì vậy nè? Cô làm gì thấy ghê vậy? Tôi muốn biết đâu là cái gì thôi. Cái gì thì kệ tôi. Cậu làm ơn mau đi về giùm tôi đi mà. Tôi nằm mơ hả? Tôi đến đây chơi mà. Trời ơi. Thăm nhập gia biệt thự Avalon. Nói thiệt với cậu là tôi chỉ vừa mới dọn về đây mà thôi. Cậu mà ở đây cả ngày cũng chẳng có gì để chơi đâu. Uống xong tách trà đó rồi về giùm tôi cái đi. Ôi, những lời nói thiệt là lạnh lùng. Ai ai? Lạnh lùng cái gì? Chút nữa tôi quên. Lucy, cô cho tôi xem hết mấy cái tên chìa khóa mà cô đang giữ đi. Không phải mấy cái tên chìa khóa mà đó chính là các tinh linh đó biết chưa. Lucy à, cô đã ký hiệp ước với bao nhiêu tinh linh rồi? Tổng cộng là 6. Và trong đó có 3 tinh linh bạc và 3 tinh linh vàng. Những chìa bạc này được bày bán trong các cửa hàng bình thường. Đó là thời trung Horologium, Nam thập tự Crux và đàn hạt Lyra. Còn những chìa vàng này là những chìa rất hiếm, có thể mở cánh cổng của 12 cung hoàng đạo, cung kim ngưu Taurus, cung bảo bình Aquarius, cung cự giải Cancer. Cô răng mẹ! Cô hấp mũi! Tưởng tượng món ăn gì nữa vậy trời ơi!
Ờ, nói mới nhớ, tôi vẫn chưa ký hiệp ước với chìa khóa lúc tôi mua ở Hajon nữa. Cũng may là các cậu đã tới đây, tôi sẽ cho các cậu thấy cách mà một ma đạo sĩ sẽ ký hiệp ước với tinh linh như thế nào nhé. Không biết có phải cắt máu ăn thề không ta? Cái bà đó dám cắt máu ăn thề mình chết liền. Mỗi lần có ai nói xấu mình á là mình thấy ngứa tai dữ lắm à. Được rồi, xem cho kỹ nha. Tôi, Lucy, tôi chính là người đã liên kết với thế giới tinh linh. Hỡi các tinh linh, hãy đáp lời triệu hồi thông qua cánh cổng. Hãy mở ra cánh cổng bạch cổ, Nicholas. Hiểu rồi. Hiểu cái gì? Khinh thường tôi phải không? Em dễ thương quá à. Thì thương hại. Vì không cần dùng nhiều sức mạnh ma thuật để mở cánh cửa của Nicholas, cho nên Nicholas thường được chọn như là thú cưng vậy đó. Làm rần rần vô bây giờ gọi con yếu xìu bày đặt lấp liếm. Bởi vậy mới nói Lucy Boo đúng là Lucy Boo. Tôi tên là Lucy. Tôi nghe được mấy người nói gì đó nha. Được rồi, bây giờ chúng ta ký hiệp ước ha. Thứ hai thì sao hả? Vậy còn thứ ba? Thứ tư luôn nha. Sao đơn giản quá vậy? Xong rồi, vậy là hiệp ước đã hoàn thành. Sao đơn giản quá vậy? Đó là các cậu thấy như vậy thôi, nhưng đây là việc rất quan trọng. Khi nói đến tinh linh ma đạo sĩ thì đương nhiên phải nói đến các hiệp ước, là lời hứa không thể thay đổi. Cho nên dù có phải chết đi nữa cũng không thể thay đổi lời hứa đó. Có hiểu chưa? Đúng rồi, chị đã nghĩ ra được cái tên cho em rồi nè. Chẳng phải tên Nicholas à? Đó chỉ là tên của chủng loài thôi. Đúng rồi, lại đây với chị nào. Blue. Blue. Tên Blue cũng dễ thương lắm chứ bộ, đúng không hả Blue? Nhưng mà nó có thích hay không đó? Thích chứ sao không? Blue là chì bạch cậu mà, chó trắng mà sao không sủa giáp dạ? Lạ thiệt á. Thì cậu cũng là mèo mà có cơ meo meo đâu. Em làm gì vậy Blue? Đúng rồi đó Blue, cậu nói vậy nghe hay lắm. Hai người hiểu được nhau hả? Bộ nó nói gì? Ý kiến hồi nãy của Blue tôi thấy cũng nặng á. Hay cô vô cho một đội với tụi tôi luôn đi. Thành một đội nha. Một đội hả? Lúc ở cùng một hội, mọi người sẽ trở thành bạn bè. Nhưng những thành viên chơi thân với nhau có thể tự ý lập riêng thành một đội. Để làm chi? Để cùng nhau xử lý những chuyện không thể tự làm một mình chứ làm chi. Nghe cũng hay quá ha, thú vị ghê á. Tuyệt vời, quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Vậy đi. Quyết định rồi thì tới luôn đi. Thôi nè, tôi sẵn sàng hết trơn rồi. Trời ơi, sao gấp quá vậy? Được rồi, thôi, công việc gì đây? Đến thị trấn Shirochime. Giỡn hả? Chúng ta sẽ được tới 200.000 chú hồ. Mà chỉ cần lấy một cuốn sách từ biệt thự của công tước Evalu thôi sao? Thì đó, hấp dẫn quá trời luôn ha. Lưu ý, ông ta là một lão dê sồn biến thái và đang tuyển một nữ hầu gái tóc vàng. Còn ai trong khoai đất này nữa? Lucy sẽ dễ làm hầu gái và xâm nhập vào đó. Quá ra các người đã có âm mưu từ trước. Ai ơi, tôi đã bị giật. Nghe nói các tinh linh ma đạo sĩ không bao giờ phá bỏ lời hứa phải không ta? Ngưỡng mộ thiệt ngon. Ngưỡng mộ cái gì? Chúng ta mau tập luyện đi. Bây giờ thử gọi Happy là ông chủ coi sao. Không đợi nào, không đợi đâu. Chết rồi. Nhiệm vụ yêu cầu lấy một cuốn sách được 200.000 chu ô. Đã có người lấy đi rồi sao? Phải. Nó chưa nói là cậu ấy sẽ rủ Lucy cùng làm. Tiếc thiệt. Tại em phong dân nên bỏ lỡ rồi. Nhưng biết đâu như vậy thành ra may mắn cho cháu đó, Levi. Sao vậy Master? Ta vừa nhận được một số tin tức từ những người yêu cầu. Bọn họ đã quỷ rồi sao? Không đâu. Hình như là bọn họ đã tăng tiền thưởng cho công việc đó lên thành 2 triệu chu ô. Gấp 10 lần luôn sao? Chỉ có một cuốn sách mà được 2 triệu chu ô hả? Vậy là ngang giá với việc đánh quái vật luôn rồi. Sao được giá rồi lại tăng hướng vậy? Vậy tôi lại yêu cầu đó cho rồi. Chà, mình đã ngửi thấy mùi thú vị rồi đấy. Là mùi phân heo ở dưới chân cậu đó. Mình đang hồi nào vậy? Ông chủ à, ông có cảm thấy thoải mái không vậy? Tay nghề của tôi cũng khá chứ hả? Tay nghề cũng tuyệt vời thiệt á. Trời ơi, mấy người làm ơn đi, tôi mới là ông chủ mà. Con mèo này đừng có ồn ào nữa. Mà này nó chứ. Hả? Từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô lại muốn lập đội với tôi. Thì tại vì cô là người tốt chứ sao? Có phải là cô ấy bắt đầu thừa nhận năng lực của mình rồi không ta? Hơi dị dị chút mà thôi kệ. Cái tên này nói mình dị dị là sao? Thôi kệ đi, đây là công việc đầu tiên của tôi mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình cho cậu xem. Nói vậy là cô không chê công việc này nữa sao? Ông ta chỉ là một lão già dê sồm thôi. Dê sồm mà gặp người con gái đẹp như tôi thì cũng vào chồng thôi.
Vậy mức độ của một con mèo thì không chắc à. Không biết đâu, làm cho rõ ràng ra đi. Các cậu không làm gì hết trơn á, cho nên giải thưởng sẽ chia theo tỷ lệ là 8-1-1. Cao thượng quá, cô lấy một phần thôi hả? Là 8-1 đó. Tiếp. Thị trấn Shirotime. Tôi sẽ không bao giờ đi xe nữa. Lúc nào cậu cũng nói vậy hết. Kiếm gì ăn đi. Sao cậu không lấy lửa của cậu ra ăn luôn đi? Cô nói vậy mà nghe được á hả? Vậy cô có từng nghĩ là sẽ ăn flu hay con bò của cô không? Đương nhiên là không rồi, nói gì kinh dị quá. Vậy thì đừng có hỏi tôi vậy nữa. Vậy tức là cậu không ăn được lửa của cậu hả? Làm sao đỡ đói đây, phiền thiệt. Ôi, tới rồi kìa, mau vào đi. Hai cậu cứ vào đó ăn trước đi ha. Cô ta bị sao vậy? Mình muốn mọi người cùng ăn cho vui mà. Chúng ta sẽ chừa cho Lucy cái phần nhiều mỡ rồi. Đúng nha. Là cô thích ăn nhiều mỡ á. Không biết là tôi thích ăn nhiều mỡ từ khi nào vậy ha. Lucy, công nhận là tôi mặc cái gì cũng hợp hết trơn á. Hai cậu đã công nhận là tôi đẹp chưa? Dạ, thưa ông chủ, ông đã dùng bữa xong rồi phải không? Ông có cần gì thêm không? Phải làm sao giờ? Chúng ta nói đùa thôi mà cô ấy nhập da tới vậy á. Giờ thì chúng ta không thể nào lật kèo được nữa. Mà chắc là không sao đâu ha. Tôi nghe hết rồi nha. Tôi là người yêu cầu, tôi tên Gabi Melon. Melon là dứa hả? Tên gì mà nghe muốn chảy nước miếng à? Tém miệng vô, bất lịch sự quá. Không sao, không sao, cũng có nhiều người nói tôi vậy. Hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Được rồi, mọi người nghe đây. Bây giờ tôi sẽ nói rõ yêu cầu của công việc. Dạ được. Yêu cầu của tôi là tiêu hủy cuốn sách Rạng Đông, hiện đang nằm trong tay của công tước Evelu. Mọi người có thể đốt nó càng tốt. Đốt nó sao? Hay để tôi đốt nguyên cái biệt thự luôn cho tiện. Chị nhã như căng thả. Tiện cái gì mà tiện? Làm vậy cậu sẽ bị bỏ vô tù đó. Cho tôi hỏi lý do được không ạ? Quan tâm lý do làm gì? 200.000 xu ô lửng đó. Đâu có, tăng lên 2 triệu rồi mà. 2 triệu? Ủa, bộ các cô cậu chưa được thông báo sao? 2 triệu xu ô mà chia cho ba. Trời đất quỷ thần ơi, con số bự quá, chia sao giờ? Có gì đâu mà có. Tôi lấy 1 triệu, mắc cơ thì lấy 1 triệu, phần còn lại là cửa lâu xí. Cậu tính vậy công bằng đó Happy. Tính vậy tôi còn cái gì? Nhưng sao tiền thưởng lại nhiều như vậy à? Bằng mọi giá, tôi phải tiêu hủy cuốn sách đó ngay. Tôi không thể chấp nhận được sự tồn tại của nó. Không thể chờ được nữa. Bây giờ người tôi như lửa đốt vậy. Đi mau luôn đi. Không phải từ từ chứ. Rạng Đông, cuốn sách đó nhất định phải bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Biệt thự của công tước Evelu. Tôi tới đây vì nghe nói chỗ này đang tuyển hầu gái. Có ai ở nhà không vậy? Giành được sự chú ý của lão già Jason, đốt cuốn sách được 2 triệu, quá ngon. Ráng làm cho tốt nha. Lucy cố lên. Muốn làm người hầu hả? Dạ. Chính thưa ông chủ, có người tìm ông để đăng ký dự tuyển làm hầu gái. Sao biết ở đây tuyển mà tìm tới vậy? Tới rồi. Để ta coi. Dạ, em xin kính chào ông chủ ạ. Trời, nổi hết da gà luôn rồi. Phải cố lên mới được. Không cần đâu, về đi, đồ xấu xí. Thấp bé dạ cân vậy, mơ cũng không được vô đây đâu cưng. Nghe cho rõ đây. Với một người đàn ông có địa vị đáng kính như ta đây á thì chỉ có những cô gái xinh đẹp mới xứng đáng mà thôi. Ông chủ thật là phong độ. Đã phong độ mà còn có mắt thẩm mỹ. Ông chủ ngày đây đúng là số mỡ. Cái đầu xấu xí kia hãy mau cút khỏi đây. Con nhiều đó cũng làm không xong. Không phải vậy mà, chỉ là cái gã Adelu đó có vấn đề về cách nhìn nhận cái đẹp thôi. Đừng có ngụy biện. Đâu à, quá. Không sao, chúng ta sẽ dùng kế hoạch TRD trong trường hợp này. Phải, tôi không thể nào tha thứ cho lão già mập ú đó. Ủa, mà kế hoạch TRD là gì? TR là trời, D là diện, bánh trực diện á. Vậy mà gọi là kế hoạch đó hả? Hình như đám mà đạo sĩ đó vẫn chưa chịu hiểu ra. Lần này là bọn Fairy Tail sao? Đến rồi đó. Cảm ơn cậu nha Happy. Trời đất ơi, cô hiểu thế nào là đánh trực diện hay không vậy? Lẽ ra chúng ta phải đánh thẳng vào từ cửa trước chứ. Cậu đừng có ngây thơ nữa. Lỡ như có lính bảo vệ thì phải làm sao đây? Cô sao vậy? Cô nói sẽ không tha cho lão già đó mà. Chuyện đó là đương nhiên rồi, cậu phải nói. Cho nên chút nữa đốt sách xong rồi hả, tôi sẽ giấu dép qua ổng cho ổng kiếm lòi con mắt luôn. Thật là tinh vi ác hiểm. Ác hiểm ghê.
Ủa mà chỗ đây hình như là nhà kho phải không? Nhanh nè, nhanh nè. À, hợp mặt cậu lắm đó Happy. Nhưng mà nè, cô định sẽ tìm từng phòng một sao? Đương nhiên rồi. Bắt đại một người nào trong nhà rồi hỏi chỗ có cuốn sách có phải nhanh hơn không? Chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là không được để người ta phát hiện ra hay sao? Giống như là hành động của ninja vậy đó. Ninja rùa. Lại tưởng tượng món ăn nữa rồi. Tiêu diệt hết cho bà. Em sợ. Hồn quá đi má. Tung bay đè đối thủ. Ninja. Mà nè, bỏ cái mặt nạ đó ra giùm cái. Đã là ninja thì không được để người khác biết mà. Nin 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 nin. Trời ơi ồn ào quá. Wow, ở đây toàn sách là sách. Phải, toàn sách là sách. Thì ra lão già đó cũng là một người ham đọc sách ha. Chở gì nữa, mau tìm đi. Mình phải tìm cho ra quyển sách đó trong số sách khổng lồ này hay sao? Chuyện Doraemon nè. Cho thử bóng rổ nè. Ý, còn cuốn này vàng khè đẹp ghê. Vàng khè cái gì? Đừng có giỡn nữa, tìm cho đàng hoàng cái đi. Daybreak nghĩa là rạng đông đó. Không phải chứ. Đã tìm thấy hả? Thì không nhờ. 2 triệu chua, dễ vậy sao? Chở gì nữa, đốt liền đi. Dễ, đốt liền. À, một khoan đã, đưa đây. Đây là cuốn sách của Kemosalian đấy mà. Vậy, Kemosalian gì? Ông ấy vừa là một ma đạo sĩ, vừa là một tiểu thuyết gia lẫy lừng. Tôi chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ông ấy. Tôi tưởng mình đã đọc hết các tác phẩm của ông ấy rồi, nhưng mà có lẽ đây là cuốn sách chưa từng được phát hành. Nói nhiều quá bà thím, đốt lẹ rồi lấy tiền. Cậu nói vậy mà được hả? Đây là một di sản văn hóa đó, làm sao có thể dễ dàng đốt nó đi? Không đốt sách là không có tiền. Có em nghe bộ nghe tôi nói hả? Không đốt được mà. Còn đốt sách là không có. Thì tụi mình cứ nói là đã đốt quyển sách rồi, còn tôi sẽ giữ nó lại được không nhở? Nói dối là xui. Thì ra đó là mục đích của các ngươi. Các ngươi tới đây là vì cuốn Daybreak này hay sao hả? Ăn trộm là xấu lắm đó. Thấy chưa? Chuyện này do cô chần chừ mà ra đó. Tôi xin lỗi. Tự mình phá nát sàn nhà của mình luôn, sang quá đi. Ta cứ tưởng là đám ma đạo sĩ các ngươi xâm nhập vào đây để tìm cái gì quý giá lắm. Quả là thứ các ngươi cần chỉ là cuốn sách vớ vẩn. Vớ vẩn là sao? Một cuốn sách mà người yêu cầu muốn tiêu hủy với tiền thưởng là 2 triệu chua, trong khi người giữ nó là công thức Evelyn lại nói đó là cuốn sách vớ vẩn. Như vậy có nghĩa là tôi có thể giữ nó ở bên mình có đúng không? Ngươi nằm mơ hả? Của ta là của ta, ngươi nghe rõ chưa? Bốn xin. Đã xấu xí còn làm chuyện dở. Nhiệm vụ của tôi chỉ cần đốt nó là xong. Không được, tuyệt đối không được. Lucy, đây là nhiệm vụ đó. Thôi được, để tôi đọc xong cái đã. Đọc ở đây luôn hả? Đúng là nhảm nhí. Các người thật sự không biết ta là ai hay sao vậy hả? Anh em nhà Panis ra đây cho ta. Hello mấy nhóc. Mấy đứa trẻ trâu này mà là ma đạo sĩ của Fairy Tail sao? Tối về kể má nghe mới được. Biểu tượng đó, theo như mình được biết, đó là biểu tượng của hội đánh thuê Nam Lan. Ông còn thuê cả bọn chúng tới đây hay sao? Đây là... Cái con sói của hội đánh thuê Nam Lan ăn tạp lắm. Các người chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nói chứ, cậu ráng câu giờ giùm tôi một lát nha. Hình như là trong cuốn sách này có chứa một bí mật gì đó. Hả? Tôi đi kiếm chỗ đọc sách đây. Bí mật sao? Vậy mà mình không hề hay biết. Có khi nào là một bán đồ kho báu giấu ở trong đó không? À, ta sẽ đuổi theo con bé đó. Các người xử lý mấy đứa này cho ta. Đó, thưa ngài. Happy, nhờ cậu hãy lo cho Lucy. Mình sẽ ở đây hỗ trợ cho cậu. Không, một mình cũng đủ rồi. Hả? Hổn láo. Tao về tao mét má tao á. Bình tĩnh, cứ xì lô là được rồi. Tới đây mà đạo sĩ lửa. Ủa, sao người biết vậy? Lúc người đánh bại Vigo, ta đã thấy lửa bao quanh chân người rồi. Vì vậy ta chắc chắn người là ma đạo sĩ có năng lực hệ lửa. Tạm gọi có 2 loại ma thuật. Loại năng lực ma thuật là những người như Natsu có thể dùng thân thể mình bộc lộ sức mạnh ma thuật. Còn loại sở hữu ma thuật là những người thông qua vật trung gian như Lucy. Nói vậy là các ngươi đã chuẩn bị để đối phó với ta rồi đúng không? Ta sẽ cho các ngươi thành công. Nhưng thật là tiếc cho ngươi. Bọn ta chuyên trị các ma đạo sĩ hệ lửa mà, cảm giác thế nào? Dù ngươi là người của Fairy Tail, nhưng suy cho cùng cũng là ma đạo sĩ, không thể so sánh với những kẻ đánh thuê chuyên nghiệp. Các ngươi chỉ tới mức đó là cùng chứ gì? Anh hai, nó dám coi thường tụi mình kia.
Ngươi có biết điểm yếu của một ma đạo sĩ là gì hay không? À, sao các ngươi biết ta bị say xe hay vậy? Đó chỉ là điểm yếu của một mình ngươi thôi. Giả bộ không biết dẫn mặt hả mày? Cơ thể của bọn chúng cũng chính là điểm yếu. Để sử dụng ma thuật, các ngươi chỉ tập trung rèn luyện tinh thần mà quên rèn luyện thể lực. Kết quả là ngươi chỉ biết sử dụng ma thuật, còn cơ thể thì yếu như sên. Có nghĩa là đối đầu với người luyện tập cơ bắp hàng ngày như chúng ta thì sẽ thua chúng ta về sức mạnh và tốc độ. Chà, nghe đáng sợ quá ha. Mệt quá, còn nhiều võ công dở ra hết lần đi. Anh hai, tụi mình hợp thể cho nó sợ. Ok. Thì kêu thiên địa lia lịa. Mau tới đi. Đây là kính đọc nhanh như gió, là một dụng cụ ma thuật giúp đọc sách với tốc độ cực nhanh. Mình thật không ngờ cuốn sách này lại chứa đựng một bí mật quá tuyệt vời. Ngươi tìm thấy cái gì rồi hả? Mau nói bí mật trong cuốn sách cho ta biết đi. Hạng người như ngươi thật là bỉ ổi. Ngươi không xứng đáng có cuốn sách đó. Khi ngươi nhìn lên trời, ta ở dưới đất. Khi ngươi nhìn xuống đất, ta ở trên trời. Đây chính là tuyệt chiêu của anh em nhà Venice. Tuyệt chiêu này tên là thiên địa lia liệt. Và chưa kẻ nào sống sót được sau đòn tấn công. Chưa kẻ nào có thể sống sót được sau đòn tấn công ngoại trừ ta. Trời đất, tinh thần thiên địa ơi, ta sẽ thổi bay các ngươi. Anh Long Đầu Thiên, anh ơi, lửa tới rồi kìa. Vậy là xử nó được rồi. Lão Tung Kỳ, chiêu này sẽ thu toàn bộ ngọn lửa lại, biến đổi nó và sau cùng là phóng trả lại. Linh cu quả sam cũng phải bó tay. Vĩnh biệt. Ôi trời, vì sao lại thế? Ta được ăn rồi, vậy là sức mạnh lại căng tràn. Điều này chắc các ngươi đã từng nghe. Thổi bay chúng đi, cú đập cánh của quả lâu. Má ơi má, thôi chết, lại quá tay nữa đi thằng này.流行らそうと思って。いや絶対流行らないですって。そう、可愛いと思うんだけど。ほら見てるし、ボヨヨヨヨヨヨヨ、その動き、いや。次回、親愛なるカービィへ。みんな次回もフェアリーテイルでボヨヨヨヨ。なんか寒気が。